Con gì? Con gì khác cô? Ai mời vậy? Con gan nhất. Ai kêu hả? Ngọc mời anh. Chưa mời. Ủa, cơm với muối à? Còn gì? Thôi phận ăn chực mà đừng có cho gì mà ăn. Kia đấy, một số thứ nó vẫn sẽ thon thả và một số thứ nó lại còi ra. Em ăn khô. Để em có thân hình như con khô. Con em hả? Dạ. Em ăn đi. Chứ em không ăn thịt heo. Ăn thịt heo là mình sẽ giống heo. Ăn khô là mình sẽ như con khô. Là Thuận Nguyễn, là đúng tên là Nguyễn Thuận hả? Đúng đó, tên em là Nguyễn Văn Thuận. Nguyễn Văn Thuận. Ghê quá Lộc ơi, em ghê quá Lộc. Mời nữa tôi nuốt cái đầu bà nha. Lộc ơi. Cái vậy là sao nó có bạn trai chị? Cái gì vậy? Thôi ghê quá, em làm vậy Lộc nó sợ lỡ Thuận. Đúng rồi. Sợ. Em ví dụ như chị giả đi chị. Chị dạ cô trai, chị dạ mời sao? Không, chị phải để trai cô chị chứ sao chị cô trai. Đó. Giống như là ví dụ giờ Thuận mời bánh chị nè. Đó, Thuận đút chị ăn nè. Lọc nhìn nè, lọc nhìn nè. À, phải có cái giá thôi đó. Dấp. Tôi dấp thôi. Ăn thôi, ăn được lắm. Ngon lắm luôn á. Ngon lắm anh ơi. Ngon bánh xoài. Em muốn đút anh cơ. Thôi đã được. Nó luôn bắn không? Thôi. Bắn không? Dạ. Xinh lắm. Thôi. Bánh gì mà ke. Anh ăn thử thôi. Ăn thử thôi chứ đâu rỡ. Chị gì ơi coi nè. Nó học lên như vậy ông ta lấy người ta mạng à. Lại chứ sợ đi, đi, đi. Con này bắt cỡ rồi nè. Ai đánh nó cái đường It's gonna be another day with the sunshine. Rồi vô mục đích ăn bánh không? Thôi không. Phải mình ăn bánh không, bắn bánh vào cho quậy nó già lắm. Rồi. Rồi em nó. Ngon quá. À. Sao chị coi em như là anh em thôi mà có gì đâu. Sao mà Diệp Long chưa nghiệp. À Long thiệt. Không giả lắm. Có tóc giả, có tóc giả. Nhìn cũng sung chơi lắm mà. Nè. Mấy ăn cái sầu riêng rồi. Nè đi nó cứ gọi sầu riêng ngon ngắn. Nhiều quá ngọt, ăn nhiều quá mặn. Mặn quá. Cũng không có đẹp, chị không thích mặt, thiệt sự. Mình là phụ nữ mình phải ốm đẹp như Lộc vậy đó. Gọn gàng chứ mặt không thích. Chị ghét mặt, chị ghét mặt mà cũng bự rồi chứ không thích. Ai vậy, chị nói ai vậy? Ý là chị nói là chị á, chị nói chị á. Ý chị nói là chị không thích vậy thôi. À, dạ. Chị trời tướng chị ngon lắm nè. Ủa mà bánh của ai ăn được bây giờ? Bánh đào cũ hả? Trời, mấy ngày rồi ta. Bánh đào cũ rồi bây giờ mình ăn hết. Đâu có bánh của em á trời. Chị cái bánh đào cũ á. Đậu cũ gì? Chị nói em có nói gì đâu. Đậu cũ gì ăn bánh đậu cũ. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đôi không ngờ. Lộc, xin lỗi. Lộc là em hiền thiệt vậy hả? Biết em. Thân chứ Lộc, em hiền thiệt vậy luôn hả? Mà biết mà bánh cũng phải Lộc em dám ăn. Sợ. Sợ mấy kiểu ăn bánh trả tiền không? Không có, em không có lấy tiền ra, đâu. Thì ra Lộc là lại ăn bánh trả tiền. Em không có lấy tiền đâu. Em không có lấy tiền. Em bù lại cho anh. Thôi thà anh trả tiền quá. Thối tiền hả? Thối tiền lại luôn. Thôi, ăn bánh mà thối tiền. Em bù thêm tiền cho anh. Mất giá vậy đó. Ăn bánh mà thối tiền. Thuận bây giờ ví dụ mà em cô gái mà cái cô đó cũng thích hát á. Thì em có hát tặng cổ không? Tặng chứ. Ví dụ mà em hát thử một câu mà để cô gái, ví dụ giờ Lộc nè. Đó, Lộc là một cô gái em đang tính cua em hát. Hồi xưa đi hát, đi ngày xưa không phải đi hát mà đi. Hồi xưa đi hát hả? Có không vậy? Hồi xưa hát đám cưới bộ.
hồi đó tụi em mấy đứa mà nhỏ không, người ta hát mà anh muốn á chị. Nhưng mà mấy cặp mà em hát giờ còn ở nhau không? Không biết nữa. Thật sự là năm em học lớp 3, lớp 7, lớp 8 là tụi em tụ lại ba đứa, ba hàng đi hát. Đi hát đám cưới. Đi hát đám cưới. Đâu hát luôn anh number one đẹp trai dễ thương. Anh number one đẹp trai dễ thương. Là con tim rất trung tình. E-O vậy không? Ừ đúng rồi. Không, E-O bài khác. Bài khác đúng rồi. Bài gì? Ủa bài khác nhưng mà vẫn đúng rồi à? Không. Sao anh binh cô ta vậy? Thấy là những cái bài trong cái kiểu đám cưới á. Này người yêu ơi. E-O. E-O. Là bài khác nha, là bài khác. Không có ý mình tìm được cái bài đó chị, bài gì ta? Eo eo. Cái gì ta? Hình như là hình như là đi binh tiếng đàn đọc rap cái gì đó. Đúng rồi, này em yêu ơi, eo ồ eo. Xinh quá à, chị hay xinh quá à. Nghệ sĩ mình xin trực. Chị ơi, chị có cái mai vàng rồi đó. Hai cái lận. Hai cái lận đó, đừng có xin. Người ta cũng là người thôi mà. Mà cái này là cái gì vậy? Ăn sao vậy? Cái đó cái đùi á, trời cái đùi nó chấm. Cho nó chấm mà chấm ớt tương ớt cay cay á. Ngon lắm. Một quả đùi đổi một cục vàng. Đổi không? Cái cơm này á, ta múc bớt ở đây đi. Để sợ ăn không hết bỏ tội. Thiệt mà. Gà này trời ơi. Chị ăn gì dữ vậy? Chị nghe ông bà ta nói trời đánh tránh bữa ăn không chị? Thì đó giờ đâu có ai làm gì đâu. Khen đồ ăn ngon. Thực là nhìn món ăn thì biết con người tinh tế rồi. Làm gì nuốt nước miếng, làm gì nuốt nước miếng, nói chuyện mà nuốt nước miếng. Đâu có khát nước. À khát nước nè. Uống nước vô sợ tức nước mập nên tự uống nước miếng. Sợ tức nước mập nên tự uống nước miếng. Cái này ngon nè. Cái sụn á, cái xương sụn mà nhai mà nó kêu giòn giòn á, rộp rộp á. Nào xong cái hộp cơm này trời, hộp cơm này chỉ ăn một phút. Em ăn đến cuối đời. Ăn gì cực chứ. Cuối đời ăn cơm gà. Người ta nói ăn chậm vậy là có số giàu sang quý phái. Thường mấy người mà ăn chậm là mấy người nó không có gì. Lớn tuổi á bị rung tay hay gì nó rớt đồ ăn. Thì người ta đốt. Đốt cho. Khó ăn quá để chị bỏ vô máy xay kìa. Không cần. Trang một nước tương vô, ở ớt rồi vô. Không không không, em ăn thanh đạm lắm. Ông thường ta ăn cái cánh là ta ăn trước cái đùi để cho phụ. Ăn tao kệ em đi. Không, chị chỉ cho em phải ăn, mình ăn ta nhìn ta biết mình người sao rồi. Ăn là phải tinh tế, có không? Rau đồ là phải ăn vô cho nó xanh người. Xanh người là bị bệnh đó chị. Bệnh xanh người mát, đó. Gọi là mát trong người, không có nóng á. Chị nóng không? Hộp cơm nóng không? Nóng. Nổi luôn không? Đây mình xịt, xịt nước tương với lại tương ớt vô. Xịt nước tương ớt vô quất. Trời, 30 giây. Mà cái da nó giòn đúng không? Da giòn. Ngon không? Ngon lắm luôn á, thiệt. Cơm cũng ngon nữa, giòn mà vàng á, cái sợi cơm á, kẹo cái hộp cơm á. Sợi cơm nó tơi. Thì đói quá chị mất nhận thức hả? Đúng không? Cái bao tử mình nó kêu á, làm loạn tâm trí á, nói chuyện ngoài không có biết ngôn ngữ gì đâu á. Chị đang giảm cân, chị ăn uống gì đâu, ăn rồi. Chị nào nước gì uống nước, chị đem theo nước gì uống để no nè. Cái đó của em á chị. Ủa? Chết cha mất nhận thức thì. Mất nhận thức, cái đồ của người ta, của mình á. Uống nước để mắc nghẹn á. Uống này uống nước. Không, cái này của quản lý em chị. Ai vậy? Ở
có nào của chị hết á. Thì đâu nói gì đi. Trong bên chuồng này có nào của chị hết á, chị đi giùm em cái. Không phải, xịt tương ớt vô ăn. Ok ok ok, cho chị bọc tương ớt nè. Trời ơi thiệt, ăn uống kiểu gì dơ quá à, mất vệ sinh quá à. Thiệt, bây giờ á, lỡ rồi người ta lấy gà, ta chấm vô cái này nè, người ta ăn luôn. Thật ra là cái bữa cơm của em nó sẽ rất là trọn vẹn và nó rất là suôn sẻ, hiểu không? Không có bị quấy rầy, em bị quan tâm đó. Nhường cho chị. Thơm luôn á, thơm lắm á. Cái này là tương xí muội á. Cho chị, cho chị miếng giấy chị ăn. Thôi em ăn không mà em không có chấm tương.